tất cả mọi người, hiện tại thì Chun đang có mặt tại phim trường để mà chuẩn bị quay một cái cảnh cho một bộ phim mới của anh Vũ Ngọc Phượng. Đối với anh Vũ Ngọc Phượng thì Chun đã từng tham gia với anh ấy khá là nhiều dự án rồi, và hai dự án lớn nhất có thể nói là 12 chùm sao phải đường dư chạy cách đây 2 năm với lại phim sitcom Cảm ơn Sensei. Thì đây có thể nói là cái dự án điện ảnh thứ hai mà theo như lời hứa của 2 năm trước anh nói là nếu mà có cơ hội thì thực hiện lại. Thực ra là ở trong tất cả 6 diễn viên của Vẽ đường chơi đua chạy thì Jun Phạm là người mà có dịp công tác và làm việc lâu nhất và nhiều nhất. Ngày hôm nay mọi người chúc nhiều, tới bây giờ anh chả biết chúc gì cả, bây giờ chỉ muốn nói là hẹn là sau phim này sẽ còn hợp tác nhiều phim nữa với nhiều vai trò khác nhau, và đặc biệt là mong là bọn em này không chỉ làm diễn viên mà sẽ còn làm biên kịch cho Vượng trong dự án sau. Ok không? Ok, ông ngài. Thì lần này thì Jun may mắn hơn là được anh cho vào một cái vai chính. Cái vai này thì nói để chứ giờ em nói nữa. Ok. Thực ra đối với Phượng thì được làm việc với Jun thực sự là một điều rất may mắn, vì cũng đã phải casting rất nhiều rồi. Không phải là vì lời hứa mà chọn Jun vào đâu. Phượng cũng không phải là người mà theo kiểu là chỉ chọn một diễn viên vì mối quan hệ. Thực sự là cũng casting rất nhiều và Jun rất xứng đáng. Jun là sự lựa chọn tốt nhất. Và khi mà tìm mọi cách để có được Jun vào dự án thì Phượng rất là may mắn. Ồ, nghe đấu ha. Ừ, ok, định một câu rồi. Nhưng mà đợt gần đây thì Jun cũng rất là bị mệt. Jun có rất nhiều dự án, ở Jun đang chạy rất nhiều thứ, nên là Phượng hy vọng là Jun sẽ có đủ sức, đủ sức khỏe, đủ sức minh mẫn cho dự án này. Vì gần đây thì cậu ấy bào sức cậu hơi nhiều, thì mong là hai anh em sẽ cùng hợp tác thật tốt với dự án này. Thật ra là dự án mà tôi nghĩ nếu mà càng mệt mỏi thì nó càng tốt. Thì giờ nói sớm thì mọi người sẽ biết hết, nhưng mà đây là một dự án mà nếu mà trong Jun càng mệt mỏi thì nó hợp lý hơn, chứ mà khỏe mạnh quá thì nó không hợp với cái vai diễn này. Đây là dự án phim điện ảnh 100 ngày bên em.